Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, từ trước năm 2006, Diêm Vương Tinh được biết đến là một hành tinh của hệ mặt trời. Thế nhưng sau đó, họ đã tước danh hiệu của hành tinh này và nó được định nghĩa lại là một hành tinh lun. Và mới đây, ngày 22 tháng 6 năm 2020, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học Tự nhiên. Các nhà khoa học cho rằng, có thể Diêm Vương Tinh đã có một đại dương dưới lòng đất ngay từ đầu. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Diêm Vương Tinh từng được biết đến là hành tinh thứ 9 của hệ mặt trời, nhưng từ năm 2006 cho đến nay, nó trở thành hành tinh lùn lớn nhất của vành đai Kuiper. Được phát hiện lần đầu vào năm 1930, nhưng do ở khoảng cách rất xa trái đất nên chúng ta biết rất ít về kích thước và điều kiện bề mặt của Diêm Vương Tinh. Mãi cho đến năm 2015, khi tàu thăm dò không gian chân trời mới của NASA thực hiện chuyến bay gần Diêm Vương Tinh, thì các nhà khoa học mới biết Diêm Vương Tinh chỉ có đường kính khoảng 2.376,6 cộng trừ 1,6 km, nhỏ hơn 1/5 kích thước của trái đất. Quan sát bề mặt Diêm Vương Tinh bằng tàu vũ trụ chân trời mới, các nhà khoa học nhận thấy trên bề mặt của Diêm Vương Tinh bao gồm những ngọn núi cao tới 11.000 feet, tức khoảng 3.500 mét. Nó có thể so sánh với dãy núi Rocky trên trái đất. Trong khi băng metan và nitơ bao phủ phần lớn bề mặt của Diêm Vương Tinh, thì theo các nhà khoa học, những loại địa hình này không đủ hỗ trợ cho những ngọn núi khổng lồ đến như vậy. Chính vì vậy, các nhà khoa học nghi ngờ rằng có thể nó được hình thành trên nền tảng băng nước. Và mới đây, một công trình nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học Tự nhiên ngày 22 tháng 6 năm 2020. Các nhà khoa học cho rằng Diêm Vương Tinh được bồi đắp từ vật liệu lạnh và sau đó phát triển đại dương do sự nóng lên từ sự phân rã phóng xạ. Trong kịch bản khởi đầu lạnh này, lớp băng sẽ trải qua quá trình nén sớm và mở rộng ra nhanh chóng. Khi chúng ta nhìn Diêm Vương Tinh hiện tại, chúng ta thấy một thế giới băng giá rất lạnh với nhiệt độ bề mặt khoảng 45 độ Kelvin, tức khoảng âm 228 độ C. Nhưng nhìn vào những gì địa chất bề mặt còn tồn tại, chúng ta có thể thấy rằng Diêm Vương Tinh có sự hình thành nhanh chóng và dữ dội, và sau đó nó được làm mát từ bên trong. Điều này cho thấy một đại dương trong lòng đất có thể đã tồn tại từ rất sớm. Các nhà nghiên cứu đã phân tích cái gọi là tính năng mở rộng trên bề mặt Diêm Vương Tinh. Nước mở rộng khi nó đóng băng, sau đó bên trong Diêm Vương Tinh được làm mát, bề mặt của Diêm Vương Tinh trải dài tạo ra các cấu trúc dễ nhận biết như những vết nứt ở trên bề mặt hay hệ thống các gờ cao và máng khó hiểu. Và các nhà khoa học cho rằng không chỉ Diêm Vương Tinh mà các vật thể lớn trong vành đai Kuiper cũng có thể tồn tại những đại dương dưới lòng đất từ khi hình thành. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cư trú của những thế giới băng xa xôi, bởi vì nước lỏng là một thành phần rất quan trọng cho sự khởi đầu của sự sống, và Diêm Vương Tinh đã có nó trong một thời gian dài. Như chúng ta đã biết, Diêm Vương Tinh được biết đến có quỹ đạo bất thường, nó có quỹ đạo hình ellipse. Có lúc Diêm Vương Tinh bị đẩy ra xa, cách mặt trời gấp 49 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, nhưng có lúc hành tinh lùn này lại dịch chuyển vào trong gần mặt trời hơn cả Hải Vương Tinh. Nó có thể duy trì quỹ đạo gần hơn quỹ đạo Hải Vương Tinh trong suốt 20 năm. Đây có lẽ là những thời điểm lý tưởng để các nhà khoa học nghiên cứu về hành tinh lùn này. Nhưng vào năm 1999, Diêm Vương Tinh lại bắt đầu vượt ra ngoài quỹ đạo Hải Vương Tinh. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể nó phải mất hơn 100 năm nữa mới quay trở lại quỹ đạo gần hơn Hải Vương Tinh. Bởi vì để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh mặt trời, Diêm Vương Tinh mất khoảng 248 năm trái đất. Điều này có nghĩa một năm ở Diêm Vương Tinh tương đương với 248 năm trên trái đất. Có một điều thú vị là khi gần mặt trời hơn, bề mặt của Diêm Vương Tinh sẽ tan băng. Lúc đó nó tạm thời hình thành nên một bầu khí quyển mỏng bao phủ chủ yếu là nitơ và khí metan. Nhưng do trọng lực của Diêm Vương Tinh thấp hơn 1 phần 20 lần so với trái đất, chính vì vậy khí quyển của Diêm Vương Tinh mở rộng và cao hơn nhiều khí quyển của trái đất. Nhưng mỗi khi Diêm Vương Tinh đi ra xa mặt trời, phần lớn bầu khí quyển lúc này được cho là bị đóng băng và biến mất. Tuy nhiên, trong thời gian mà nó tồn tại bầu khí quyển, nó có thể tồn tại những cơn gió rất mạnh trên bề mặt. Có thể trong quá khứ, Diêm Vương Tinh đã có chất lỏng chảy trên bề mặt.
tàu thăm dò chân trời mới đã chụp được hình ảnh của một hồ nước đóng băng và dường như chúng còn tồn tại các con kênh cổ ở đó. Chính bởi vậy, các nhà khoa học tin rằng trong quá khứ, Diêm Vương Tinh có thể đã tồn tại một bầu khí quyển dày hơn khoảng 40 lần so với Hỏa Tinh. Vào năm 2016, các nhà khoa học tuyên bố rằng họ có thể đã phát hiện ra các đám mây trong bầu khí quyển của Diêm Vương Tinh bằng các dữ liệu của tàu thăm dò chân trời mới. Các nhà điều tra đã nhìn thấy 7 đặc điểm sáng gần với ranh giới giữa ánh sáng ban ngày và bóng tối, thường là nơi hình thành nên các đám mây. Các tính năng đều có độ cao thấp và có cùng kích thước, cho thấy đây là những tính năng riêng biệt. Thành phần của những đám mây này có thể là acetylene, athenen và hydro. Theo NASA, chúng ta vẫn chưa biết Diêm Vương Tinh có từ trường hay không, nhưng với kích thước nhỏ và hành trình chậm chạp của nó khiến các nhà khoa học cho rằng có thể nó có rất ít hoặc không có từ trường. Có một điều thú vị là Diêm Vương Tinh có một kiểu tự quay khác biệt, nó không giống bất kỳ hành tinh nào trong hệ mặt trời. Ở trên Diêm Vương Tinh nó quay theo chiều từ đông sang tây, còn trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời đều có chiều quay từ tây sang đông. Năm 1978, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng Diêm Vương Tinh có mặt trăng rất lớn, gần bằng một nửa kích thước của hành tinh lùn. Mặt trăng này được mệnh danh là Charon. Do Charon và Diêm Vương Tinh có kích thước rất giống nhau nên quỹ đạo của chúng không giống với hầu hết các hành tinh và vệ tinh của chúng. Cả Diêm Vương Tinh và Charon đều quay quanh một điểm trong không gian nằm giữa chúng, tương tự như quỹ đạo của các hệ sao nhị phân. Chính vì lý do này, các nhà khoa học gọi Diêm Vương Tinh và Charon là một hệ hành tinh lùn kép hoặc hệ nhị phân. Khoảng cách của Diêm Vương Tinh và Charon chỉ là 12.200 dặm, tức 19.640 km, ít hơn khoảng cách giữa chuyến bay London và Sydney. Ngoài ra, quỹ đạo của Charon quanh Diêm Vương Tinh mất 6,4 ngày trái đất và một vòng tự quay của Diêm Vương Tinh cũng mất 6,4 ngày trái đất. Điều này được cho là vì Charon bị Diêm Vương Tinh khóa thủy triều. Nó tương tự như hiện tượng mặt trăng bị trái đất khóa thủy triều vậy. Lúc này, một mặt của Charon luôn hướng về phía Diêm Vương Tinh, mặt còn lại của Charon sẽ không bao giờ nhìn thấy khi đứng trên Diêm Vương Tinh. Trong khi Diêm Vương Tinh có tông màu đỏ, Charon lại xuất hiện nhiều màu xám hơn. Người ta cũng cho rằng, trong những thời kỳ đầu của Charon, nó cũng có thể chứa các đại dương chìm. Năm 2005, các nhà khoa học đã chụp ảnh Diêm Vương Tinh bằng kính viễn vọng không gian Hubble để chuẩn bị cho sứ mệnh chân trời mới và phát hiện ra hai mặt trăng nhỏ khác của Diêm Vương Tinh, hiện được đặt tên là Nix và Hira. Những vệ tinh này cách Diêm Vương Tinh 2 và 3 lần so với khoảng cách của người anh em Charon. Dựa trên các phép đo của tàu thăm dò chân trời mới, vệ tinh Nix được ước tính có kích thước khoảng 42 km và bề rộng được ước tính khoảng 36 km. Trong khi đó, vệ tinh Hydra lớn hơn một chút, nó có chiều dài khoảng 55 km, còn chiều rộng là 40 km. Các nhà khoa học cho rằng có thể khả năng bề mặt của Hydra được bao phủ chủ yếu là nước đá. Năm 2011, các nhà khoa học lại phát hiện ra một vệ tinh thứ tư của Diêm Vương Tinh. Nó được đặt tên là Kerberos, với kích thước được ước tính là khoảng từ 13 đến 34 km. Cho đến tháng 7 năm 2012, vệ tinh thứ 5 của Diêm Vương Tinh được phát hiện, đó là Styx. Nó có kích thước khoảng 10 km. Bốn vệ tinh này được các nhà khoa học cho rằng chúng được hình thành từ vụ va chạm tạo ra Charon. Quỹ đạo của bốn vệ tinh này rất hỗn loạn. Sau khi phát hiện ra 5 vệ tinh của Diêm Vương Tinh, thì vào tháng 7 năm 2012, một cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học lại nổ ra. Một bên cho rằng, với số lượng vệ tinh như vậy, Diêm Vương Tinh phải được tính là hành tinh của hệ mặt trời. Còn một bên, các nhà khoa học vẫn giữ nguyên quan điểm từ năm 2006. Họ cho rằng, Diêm Vương Tinh mãi chỉ là một hành tinh lùn. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, Diêm Vương Tinh là một hành tinh lùn, bởi vì họ cho rằng Diêm Vương Tinh không phải là hành tinh lùn duy nhất sở hữu cho mình các vệ tinh. Ngoài Diêm Vương Tinh ra còn có các hành tinh lùn khác cũng chứa các vệ tinh như Eris hay Hermes. Nhưng dù sao, trong công trình nghiên cứu mới của các nhà khoa học lần này, họ xác nhận Diêm Vương Tinh có thể tồn tại các đại dương dưới lòng đất từ rất lâu. Điều này cho thấy Diêm Vương Tinh vẫn là một trong những hành tinh lùn bí ẩn và đặc biệt nhất trong hệ mặt trời. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn mới được phát hiện trên hành tinh lùn Diêm Vương Tinh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé.
Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!